họ chó. Con vẹt này là may mắn, tên gọi của chúng thực sự là may mắn. Ở đây, các loài động vật đều được đặt theo tên và gọi theo tên đó. Khi gọi tên như vậy, các con vật cũng sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Ở đây, đến ngay cả con thằn lằn thường ngày rất xa cách cũng trở nên thân thiết gần gũi hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ không nói đến thăm các con vật nữa, mà hãy nói là đến thăm những người bạn. Tôi thấy không gian và không khí ở đây khác hẳn với không gian lúc nãy. Đúng vậy, chắc bạn biết câu chuyện dân gian thỏ và rùa đúng không? Nơi này được trang trí dựa trên cảm hứng về câu chuyện đó. Đây là nơi sinh sống của thỏ và rùa. Chúng ta cùng đi vào trong xem nhé. Ở đây, con thỏ có thể chạy tự do, nên bạn cẩn thận đấy. Ồ, thực sự là thỏ và rùa sống chung với nhau nhỉ? Đúng như tên gọi, thỏ và rùa. Ôi, con thỏ này, lông của chúng thật mềm mại. Khi động vào, tôi chỉ muốn được vuốt ve thêm lần nữa. Ở đây có một điểm thú vị. Bạn nhìn thấy hai con rùa này chứ? Chúng là hai người bạn bằng tuổi nhau đấy. Nhưng kích cỡ bên ngoài thì thật khác nhau. Nói chúng bằng tuổi thì thật không thể tin nổi. Cũng giống như các bạn cùng lớp chúng ta có người cao người thấp. Đôi bạn rùa này cũng vậy, chúng bằng tuổi nhau đấy ạ. Vì vậy, từ khi chúng còn nhỏ, chúng tôi đã huấn luyện chúng và chia cho chúng phần ăn bằng nhau và không thiên vị ai cả. Ở đây, từ nhỏ chúng đã được dạy bảo rồi nhỉ. Bên cạnh đó là nơi ở của gần 20 loài bò sát khác nhau. Chúng đa dạng về giống loài và có những đặc trưng riêng. Dạo này, loài bò sát cũng được rất nhiều người yêu thích và đôi khi được coi là thú cưng, nên tôi cũng cảm thấy rất gần gũi với loài này, đến nỗi mà tôi thấy rằng màu sắc của chúng cũng rất đẹp. Ở đây, bạn có thể chạm trực tiếp vào các loài chăn. Khi đến đây, tôi có cảm giác mình đang ở dưới nước vậy. Đúng rồi, đây chính là nơi có rất nhiều loài vật sống dưới nước. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ hơn 30 loài vật, tương đương hàng nghìn con đang bơi trong nước. Đây là không gian để bạn nhìn thấy loài cá mập nổi tiếng nhất. Bạn có thể tận mắt nhìn thấy loài cá hồ Nemo nổi tiếng. Những bạn cá Nemo này có một khả năng rất đặc biệt. Chúng không phân biệt rõ ràng cá bố và cá mẹ, mà một con Nemo có thể vừa là cá bố ở giai đoạn này, vừa là cá mẹ ở giai đoạn khác. Nào, chúng mình cùng đến gần nhé. Đây là những người bạn mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh. Đúng vậy, con cá này đúng là một nhân vật đã xuất hiện trên phim. Cá Dory màu xanh và cá Nemo sọc vàng nâu. Rất vui được gặp các bạn. Chúng ta có thể thấy được vẻ kiêu ngạo và sự dễ thương của chúng, và cả màu sắc nổi bật và đáng yêu giống hệt như minh họa trên phim ảnh. Các bạn thấy rồi chưa ạ? Đây chính là loài cá hề Nemo mà chúng ta thấy trong phim đấy ạ. Ở đây, chúng ta có cơ hội được gặp những nhân vật là nhân vật hoạt hình nổi tiếng xuất hiện nhiều trên phim ảnh thường ngày. Một môi trường tự nhiên trong lòng thành phố, sự giao tiếp gần gũi với các loài động vật bên trong hàng rào sắt. Chúng ta đang trải qua những giây phút thật đặc biệt. Vào cuối tuần, bên cạnh các hoạt động tiếp xúc và chơi cùng các loài vật, ở đây còn tổ chức các buổi trình diễn ảo thuật nữa. Chắc các bạn đã kiểm tra lịch biểu diễn rồi đúng không? Từ đầu đến giờ, chúng ta đã thăm thú các loài vật trên cạn và dưới nước. Bây giờ, hãy cùng tôi đi xem các loài vật sống trên không nhé. Tôi thấy ghi ở đây là cánh cửa giao cảm. Đây là nơi nào vậy? Đây là nơi được gọi là thung lũng tự nhiên và là khu vực trọng tâm của công viên này. Bạn có thích trang sức đá quý không? Bây giờ chúng ta cùng vào trong tìm hiểu xem chúng ta có thể đeo loại trang sức đá quý nào nhé.